Em chào cả nhà nha. Giới thiệu cả nhà màu điều trúc dài 50 cm, kèm báo giá chống trăn nước. Điều thì em đã lập phụ kiện là nọ ngọc, nọ ngọc epoxy. Điều sẽ kèm một túi giá, có túi phụ ở một bên đấy. Điều có hai màu, một màu là đen, đen hệt, và một màu là nửa đen nửa vàng. Đó. Giá của cái điều này là 400.000 kèm báo giá nhá. Nó ngọc. Em sẽ đây, bỏ cho vào báo giá cho anh em. Đó. Cực kỳ gọn. Từ trên đấy thì em sẽ kèm cho anh em một cái nút nọ. Anh em sẽ nút vào đây là nước sẽ không ra ở nọ, và ở trên miệng thì chắc chắn 100% là sẽ không ra nước. Thì cái điều này á, vì là chiều dài của nó là 50 cm nên là anh em hút rất không bị nóng cổ, không gắt, à gắt và khẽ cổ là do thuộc nhá, còn nóng là do điều. Thì cái điều này không nóng cổ anh em nhá, không nóng cổ. Đó. Anh em cứ yên tâm đi, 50 cm em đã tẹt ok rồi, không nóng cổ, anh em cứ tự tin một thôi. Đó, mẫu đơn giản không rụt, còn anh em muốn rụt điều đa hơn thì em vẫn có, nhưng mà để em quay clip sau nhá. Đây, chào cả nhà.